Hú hồn bạc vía cản xe máy chạy với tốc độ bàn thường, lao vào đuôi ô tô và cây kích nhãn tiền. Sáng nay ngày 28 tháng 3, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông chia sẻ một đoạn clip với caption như sau. Một xe máy không biết nguyên nhân vì đâu, say xỉn vì rượu bia hay là trẻ trâu, muốn thử cảm giác mạnh mà va vào xe ô tô đang đậu im lìm trước nhà dân. Có tình huống ra sao? Mời cả nhà xem tiếp nhé! Nhắc đến nguyên nhân gây tai nạn, qua phân tích của các cơ quan chức năng cho thấy tốc độ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông ở Việt Nam. Hãy cùng xem tốc độ của nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình huống này. Một chiếc ô tô đứng im nhưng rồi vẫn trở thành vật cản khi chiếc xe lao tới với tốc độ có thể nói là nhanh như điện xẹt. Rất may sau vụ tai nạn, nam thanh niên còn có thể đứng dậy được mà nhấc xe máy lên. Không biết sau cú đâm có rút ra cho mình điều gì không, hay lần sau vẫn đâu vào đấy. Sau khi nghe tiếng va chạm vang cả một góc trời thì chủ nhân cũng bước ra. Cả hai trao đổi những gì và nam thanh niên này có bị còng lưng chịu phạt hay không. Nhưng dù gì đây cũng là một cái kết hú hồn phải không cả nhà. Ai cũng biết việc điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao sẽ hạn chế khả năng phân tích xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Nhưng để giảm ga là điều quá khó với nhiều người. Hy vọng rằng khi chứng kiến những vụ tai nạn theo kiểu mình gây ra cho mình những chấn thương như thế này, những ai còn đam mê tốc độ sẽ phải nhìn nhận lại mỗi khi khẳng định vặn hay nhấn thêm ga trên đường. Ga càng sâu cũng đồng nghĩa với việc tai nạn sẽ càng hiện hữu gần hơn với mọi người. Các bạn thấy sao về pha xe máy chạy với tốc độ bàn thờ lao thẳng vào đuôi xe ô tô này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.